Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của series Nhân Chứng Sống. Câu chuyện đầu tiên của một bạn có nick là Bầu Trời Trong Xanh, diễn đàn ô tô phần. Trước đây thì mình không hề tin tí nào. Nhưng khi đám ma bà ngoại tận mắt chứng kiến vong về, mình thay đổi quan điểm. Nhà ngoại mình thì con cái thoát ly vào Nam gần hết, còn mỗi bà ở một mình ngoài quê. Ông ngoại thì mất từ những năm 60. Khi bà mất, trong vòng 2 ngày, con và cháu về đủ cả, mỗi người một tay một chân lo việc. Nói thêm về nhà ngoại mình, chị em nhà mẹ mình thì hòa thuận, đùm bọc nhau lắm, vì có bác gái cả là người thoát ly đầu tiên, rồi lần lượt kéo từng đứa em vào theo, giúp đỡ công việc, nhà cửa, con cái học hành. Giờ mọi người đều ổn định cả. Nói chung là bác gái cả của mình thì đùm bọc, yêu thương con cháu. Nhà nào khó khăn, bác nuôi giúp cho một đứa, kê về nhà ăn ở học hành, bảo ban như con ruột. Nhà nào thiếu tiền xây nhà, cần ít thì bác cho, cần nhiều thì bác cho mượn. Bác cũng kiểu người sởi lởi, có khúc mắc gì thì mắng sơi sơi xong là thôi, tuyệt đối không im im để bụng. Nên mấy người em đều nể chị. Chị mắng thì cười hề hề rồi cho qua, chứ không hàn học gì. Hàng cháu gọi bằng bác như mình rất là yêu quý và thân thiết với bác. Chồng bác thì mất sớm, bác ở vậy nuôi con. Giờ con bác thành đạt, bác nghỉ hưu đã lâu. Hàng ngày tham gia hội người cao tuổi, hội dưỡng lão, tham gia Facebook, Viber, nối lại liên hệ với bạn bè cũ ngày còn ngoài Bắc. Quay lại với đám ma của bà ngoại mình. Khi cậu mình ôm di ảnh mẹ, dẫn đoàn người tiễn bà ra đồng, trong cái tiếng khóc thương não nề, ánh mắt cậu dần dần đanh lại. Cái này là khi coi clip quay lại và ảnh chụp thì mình mới thấy rõ. Những người đi cạnh có kể là cậu ban đầu thì nói lầm bầm những câu không nghe rõ, nhưng khi nghe được câu mất thì đoán là vong của một người họ hàng đã mất nhập vào. Dựa vào đại từ nhân xưng thì cậu tự xưng với bà và nội dung lời cậu nói. Sau đó cậu lại đổi thành kiểu nói khác, xưng hô khác, thì người ta lại đoán rằng có người khác nhập. Có đoạn lời cậu nói khiến không ai đoán được là ai đăng nhập, kiểu như có rất nhiều vong đang nhập vào cậu và không ai biết là tuần tự hay là vong đang tranh giành quyền kiểm soát. Nhưng vì cậu chỉ nói lầm bầm, không quậy phá gì cả, vẫn ôm ảnh bước đi, nên những người khác đều làm tiếp nhiệm vụ của mình để tiễn bà về với đất. Đoạn này thì mình là hàng cháu đi đằng xa, chỉ nghe kể lại mà thôi. Cậu mình sức khỏe, thể chất và tinh thần đều hoàn toàn bình thường. Và mọi người ở quê hình như cũng quen chứng kiến cảnh vong nhập, nên họ cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ để ý rồi về để kể lại thôi. Khi đang hạ quan, bỗng dừng, cậu mình tự nhiên mắt long sòng sọc, một tay chỉ vào mặt cái ông chụp ảnh, chửi là: "Mày là cái thứ không ra gì." Rồi còn nói nhiều lời tục nữa về chuyện trai gái, nhưng mình xin không kể, bởi vì từ cái đoạn này là mình chứng kiến. Mọi người cũng ngạc nhiên vì cậu không quen cái ông này. Ông này thì là bạn học cũ của bác gái mình, tức là chị cả của cậu. Vì là đám ma mẹ bạn nên ông này sang giúp thôi, nhà cũng ở xa chứ không gần. Mọi người nghe giọng và kiểu nói thì đoán là vong của bác Xuân về. Bác Xuân là em trai ngay sau bác gái cả, nhưng khi vừa lớn, thanh niên, bị ngã mất từ rất lâu. Xảy ra sự việc như vậy, mọi người can ngăn và thực hiện nốt các thủ tục. Cậu mình mới thất thểu bước về nhà bà. Khi về đến trước ngõ, cậu nằm lăn ra đất, đúng cái dáng nằm mà bà hay nằm. Vì năm nào mình cũng về thăm bà nên mình biết. Mấy năm cuối bà bị bệnh, một tay bị teo lại nên hay nằm nghiêng sang bên kia, gần như là bị liệt. Đi tắm hay vệ sinh thì phải có người đỡ. Nay cậu vừa nằm xuống đã ra ngay cái dáng mà bà hay nằm. Một chuyện khác của bạn có nick là Pepsi, diễn đàn ô tô phần. Đợt này mình đang nằm viện, gặp một chuyện gì đó mà mình đoán khả năng là vong, nay mang lên để hầu chuyện mọi người. Cụ thể như thế này: hôm đấy mình cùng vợ đi khám bệnh, mình có chút vấn đề nên bác sĩ chỉ định phải nằm viện. Rồi mình được sắp xếp vào một phòng trong khoa điều trị. Khoa có 5 giường, giường mình cạnh ngay cửa sổ trong cùng của phòng. Đêm thứ nhất, hai vợ chồng đang nằm ngủ, không có giường trống nên mình cho vợ nằm cùng luôn cho tiện,
đằng nào Mai cũng đuổi vợ về nhà. Bỗng dưng tay mình bị giật một cái, giống như là ai đó đang kéo vậy. Mình tỉnh dậy thì đoán là do mệt nên mơ linh tinh, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Ngủ được một lát, mình lại thấy người của vợ mình giật một cái. Trong đầu mình lúc này nghĩ là chắc có cái gì đó, nhưng thôi kệ. Thế nhưng khoảng một tiếng sau, cái đó lại tiếp tục giật chân mình một cái, làm cho mình tỉnh hẳn. Tính mình rất là lì nên lần này cũng kệ, cho nẹt kéo chán chê rồi nó khắc đi. Và đó là lần quấy cái đó quấy vợ chồng mình. Vợ chồng mình mới ngủ yên cho đến sáng. Sang đến đêm thứ hai, lúc này mình đã bảo vợ là về nhà, để mình ở viện một mình cũng được, bệnh không phải nặng nên không cần trông. Đêm hôm ấy đi ngủ, mình đã quên mất cái chuyện hôm trước, vì nghĩ là trong viện có vong là sự bình thường, nên mình cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, đặt đầu là ngủ tiếp. Đến lúc giữa đêm, không gian đang im ắng, đèn điện xung quanh đã tắt đi gần hết, mọi người xung quanh đã im giấc. Mình đang ngủ thì bỗng dưng cảm thấy tức ngực, hai lòng bàn tay nắm vào nhau không cử động được dù mình đã cố. Mắt mở ra thao láo nhìn ra hướng cửa sổ và toàn thân bất động. Mình biết là đang bị ai đó đè. Mình cố hết sức vùng đập tay chân. Khoảng một phút sau thì tay cử động được, và nó đã đi, để lại mình ở đó thở phì phò. Đưa tay lên ngực sờ vào chiếc vòng mặt Phật mình đeo ở cổ, đoán chắc là có nó nên vòng kia không làm được gì nhiều. Mình an tâm nhắm mắt ngủ cho đến sáng. Đêm thứ ba, vẫn như các hôm trước, mình lại lên giường ngủ lúc 10 giờ theo đúng lời khuyên của bác sĩ. Và đêm này chuyện lại xảy ra y như đêm thứ hai. Nó cố đè cho bằng được, nhưng mình có cảm giác nó càng cố thì càng không đè được mình. Và đúng một lúc nó lại bỏ đi. Sáng dậy, mình nằm nghĩ miên man, đoán chắc giường này mới đây có bệnh nhân nào đó vừa mất, họ về đòi lại chỗ nằm, hoặc còn lưu luyến gì đó ở đây. Đang ngẫm không biết tối nay sẽ phải ứng phó thế nào, hay là xuống bếp của viện xin một nhánh tỏi nhét vào túi áo. Đang nghĩ thì y tá vào phòng, báo mình là chuyển sang phòng khác để bác sĩ tiện theo dõi hơn. Mình thu dọn đồ đạc và chuyển phòng cho đến hôm nay, và sang giường mới thì không còn bị ai đẩy. Sáng ra mình cũng nhắn tin hỏi vợ là hôm đó có phải em bị cái gì kéo chân hay không, thì vợ bảo: "Ơ, anh cũng bị à?" Cái thời điểm mình viết cái chuyện này là mình đang nằm trong khoa điều trị. Không biết những người đã nằm viện qua đêm đã bao giờ gặp trường hợp như mình hay chưa. Trong viện thì có nhiều người chết, mình đoán những người gặp như mình không phải là ít. Có nhiều người không tin vào tâm linh, cho rằng là mình bị mệt, ốm này nọ. Bản thân mình thì cũng chả tin vào tâm linh, nhưng cách đây 2 năm mình trực tiếp được chứng kiến một chuyện về tâm linh, và không có cách giải thích khoa học nào phù hợp hơn để giải thích cái sự việc đó cả, nên mình đã tin vào tâm linh kể từ đó. Trải nghiệm tương tự cũng được một bạn có nick là Cu Hai Phu diễn đàn Utofan chia sẻ lại. Hôm 12 tháng 10 đúng ngày doanh nhân, mình bị lên cơn hen phải đi cấp cứu. Đại khái là từ lúc vào cấp cứu đến lúc mình thở được thì mình ở trạng thái tự nghĩ được là mình có thể đứt. Vẫn biết nhìn máy xem nhịp tim, xem chỉ số SpO2 và lên xuống như thế nào. Thậm chí lúc khó chịu quá còn giật máy thở đang úp vào mặt ra, bảo bác sĩ là có phải mở nội khí quản cho anh hay không. Sau đó thì ổn dần, và đến 2 giờ sáng thì tự thở được. Nằm chập chờn trên cái giường của khoa hồi sức cấp cứu, mình mới nghĩ khéo bị rủ đi và sợ là lăn xuống đất, nên có bảo vợ nhấc hai cái thanh chắn hai bên lên để đỡ bị lăn. Cơ thể lúc đấy vẫn thiếu oxy nên mệt lắm, không nhấc được tay chân. Thế mà 3 lần cứ hơi lịm đi thì thấy như bị ai giật chân giật tay, rồi mình giật mình tỉnh dậy. Thậm chí đến lần cuối cùng, chân phải của mình còn bị nhấc qua cả cái thanh chắn bên cạnh, mà lúc tỉnh mình không thể tự nhấc lên được. Thế thì mình mới chồm dậy, dựng lưng giường lên ngồi cho đến sáng. Hôm sau tỉnh táo mới hỏi thì trên cái giường đấy mấy hôm vừa rồi có nhiều người đi quá. Hội cùng phòng hồi sức cấp cứu còn đoán rằng chắc là mình cũng đi cơ. Ơn giời là nằm được 3 ngày thì mình xin ra được và lại lên đây để hóng chuyện cùng mọi người.
Kể tiếp là câu chuyện của một bạn có nick là Vân Nhi, diễn đàn ô tô phần. Đợt bố mình bị ung thư dạ dày sắp mất năm 2011, đã di căn lung tung cả. Bệnh viện có trả về nhà để lo hậu sự. Từ khi bệnh viện trả về cho đến khi bố mình mất là khoảng 2 tháng. Trong 2 tháng này, mấy anh em cả dâu cả rể chia nhau ra về nhà bố mẹ mình để ngủ đêm trông bố. Bố mình thì yếu lắm rồi, có thể đi bất cứ lúc nào. Mỗi đứa thì trông một đêm. Trước khi mất, mình có đi gặp sư trụ trì chùa Chèm, Hà Nội để hỏi về việc của bố. Thì sư trụ trì có nói là bố cô thương các con lắm nên sẽ đi vào ngày không có con đẻ ở đấy. Đêm hôm đó mình ở nhà ngủ cùng với con nhỏ. Lúc đấy con mới chỉ có 4 tuổi thôi. Chồng mình sang trông bố vợ. Vì có cuộc họp lúc chiều muộn nên mình để điện thoại chế độ im lặng mà cũng không để ý đổi lại chế độ. Từ khi bố ốm, bao giờ mình cũng phải để điện thoại có chuông to và không bao giờ tắt máy vì sợ có biến. Đang ngủ thì tự nhiên mình giật nảy mình, choàng tỉnh dậy, thấy tim đập bình bịch. Mình vội chạy ra góc nhà nhìn điện thoại, thấy lúc 4 giờ 12 phút, con gái mình chả hiểu sao bỗng dậy khóc ầm lên. Từ lúc 2 tuổi đến 4 tuổi nó toàn ngủ một mạch xuyên đêm, chỉ trừ khi ốm. Dù mình đã rất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động gì cả, nó cứ không ngừng khóc và nói: "Con thương ông ngoại quá." Hai mẹ con lúc đấy ôm nhau mà khóc. Vì thức nên mình mới nhìn thấy màn hình điện thoại lại sáng lên. Lúc đấy là 4 giờ 13 phút. Chồng mình gọi điện báo là bố vừa đi rồi. Nhiều khi mình cảm thấy là linh tính đấy không sao diễn tả được. Một bạn khác có nick là Kitsu, diễn đàn ô tô fan, có kể lại như thế này. Không biết mọi người có biết một vài vụ án giết người mà công an điều tra ra được thủ phạm cũng có một phần tâm linh hay không? Bản thân mình là lính chữa cháy, cứu hộ. Có vụ chữa cháy mà bên cạnh là xác người. Có vụ đi nhặt mảnh vụn của người bị rơi mắc trên giàn giáo. Lại chưa từng gặp ma bao giờ. Nhưng mình tin có những chuyện khoa học chưa giải thích được. Mình xin kể câu chuyện có thật ở đội mình. Không phải là ma quỷ gì, nhưng mình muốn kể cho mọi người nghe. Ở đội mình thì do chật hẹp nên phòng ngủ của cán bộ chiến sĩ có hai lối ra vào, thì đóng cửa một lối lại, kê một cái giường chặn cánh cửa đấy để anh em nằm. Mấy năm trước thì có một cậu lính nghĩa vụ nằm cái giường đấy, vi phạm kỷ luật bị xuất ngũ trả về địa phương. Cậu lính đó sau khi xuất ngũ thì bị tai nạn giao thông mà chết. Sau đó cái giường này có một cậu lính khác nằm. Năm 2010, cậu lính này vi phạm kỷ luật bị chuyển lên Sơn Tây. Mấy tháng sau cũng bị tai nạn chết. Có một vài người trong đội cũng nghi cái giường có vấn đề. Nhưng khi đấy, mình với đa số anh em còn lại thì cho là ngẫu nhiên trùng hợp. Thằng bạn mình thì không tin và nó nằm cái giường đấy. Nó còn bảo, nếu giường có vấn đề thì tao cũng bị rồi. Đến năm 2011, tức là một năm sau khi cái vụ cậu lính bị chuyển lên Sơn Tây và qua đời, thì cái đêm đấy mình trực, nhận được tin là thằng bạn mình cũng bị tai nạn giao thông mà chết. Ra hiện trường, thấy xác nó nằm trên đường, mình không cầm được nước mắt. Sau đó, đội mình mới quyết định là đốt cái giường đấy đi và mở lại cái lối ra vào. Một chuyện khác do bạn có nick là Magician007 chia sẻ. Tuổi thơ 8X của bọn mình gắn liền với que kem mút vào mùa hè. Quê mình thì có bác Ba Bao, người bác béo nên bọn mình hay gọi là bác Ba Bao. Là người bán kem, hàng trưa cứ mỗi lần tiếng kêu bép bép từ cái còi tự chế của bác kêu lên là mình với thằng Hải, là thằng bạn nối khố của mình, chả ai bảo ai đều nháo nháo trốn ngủ trưa để xem trong nhà ngoài ngõ có cái gì đổi kem được không. Trong hai thằng thì bác Ba đặc biệt quý thằng Hải vì nó nhút nhát và thà nhịn kem chứ không bao giờ ăn trộm chai, lọ nhựa hay thủy tinh, thứ để đổi kem với bác Ba của hàng xóm. Nên nhiều khi đồ của mình với lũ bạn chỉ đủ đổi được kem cho riêng mình, mà thằng Hải thì không có. Bác Ba vẫn tặng nó những que kem miễn phí dưới ánh mắt ghen tị của bọn mình. Thời gian trôi đi thì bọn mình lớn lên, thằng nào cũng nhanh trí và học khá tốt, trừ thằng Hải. Nó lại học khá chậm so với bọn mình. Tuy nhiên, mùa hè năm 2000, cả 4 thằng trong xóm đều thi đỗ từ 2 đến 3 trường đại học mà toàn là trường lớn.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và sự tự hào của gia đình, bọn mình chọn cho mình những hướng đi khác nhau. Riêng Hải thì nó nam tiến Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh. Sẽ không có kỷ niệm đáng nhớ với bọn mình nếu không có câu chuyện liên quan tới thằng Hải. Phải nói lại rằng là bác Ba Bao yêu quý thằng Hải như con. Từ tấm bé tới thời phổ thông, nó đều được bác cho ăn kem thoải mái mà không phải đổi trác hay trả tiền như bọn mình. Năm nó đi đại học cũng là thời điểm nó chia tay với mọi thứ và cả bác Bảo. Mình cũng biết được là nó có thư từ với bác từ năm đầu và thưa dần trong những năm tiếp. Rồi mùa hè năm 2002, bác Ba bị cảm nắng và qua đời. Nhóm bọn mình có đứa thì về đưa bác ra đồng, đứa thì bận không về được. Và trong số đó có thằng Hải là không hề biết bác Ba Bảo đã qua đời. Mùa hè năm 2003, sau đó một năm, bọn mình nhận được tin thằng Hải về quê làm thủ tục kết nạp đảng cho năm học cuối. Bọn mình cũng thu xếp để tụ tập và trong thâm tâm, ba đứa đều nghĩ sẽ cùng Hải viếng mộ bác Ba. Hôm đấy là một ngày nắng rực của tháng 6 âm lịch. Giữa vụ mùa, nhưng với cái nắng như đổ lửa, nhà nhà ai cũng làm đồng về sớm. Thằng Hải thì nó về giữa buổi trưa, nó mang theo cả xe đạp từ trong Nam ra. Ban đầu mình nghĩ chắc là nó khoe đây là tiền nó đi gia sư được. Nó mới đi trên cái con đường làng, đi qua gốc đa nơi ngã ba, một lối rẽ ra cánh đồng với nghĩa địa bên phải, một lối thì về làng và một lối rẽ xuống cái giếng làng. Đang đi đến cái gốc đa, nó nhìn thấy ngay bác Ba Bao đang ngồi phệt dưới lớp rơm vừa được người dân tốt lúa. Nhìn thấy bác, nó không khỏi cầm được cảm xúc. Nó phanh xe lại, ôm chầm lấy bác, hỏi han rối rít mừng tủi, rồi mới phát hiện là bác toàn thân lạnh, lại chảy bao nhiêu nước từ bộ quần áo quân đội cũ kỹ mà bác vẫn thường đi bán kem. Thế lạ thì thằng Hải mới hỏi bác, sao mà bác lại toát nhiều mồ hôi thế? Bác ấy mới cười và nói sang sảng là bác vừa mới vớt thùng kem bị rơi dưới giếng. Thằng Hải nó sởn da gà vì mùi hôi miệng phát ra từ giọng nói của bác. Nó cảm giác như mùi thịt thối. Dù nó biết bác thường hút thuốc lào, nó mới nhanh nhỏ, để cháu xuống giếng xem sao, bác cứ ngồi đây. Nó chợt quay đi thì bỗng dưng có cái bàn tay nắm chặt lấy vai nó. Giọng bác Ba lại sang sảng, cháu đừng xuống đấy, xuống là không lên được đâu. Chị Ái mang thùng kem về nhà trước cho bác rồi. Chị Ái thì là con gái duy nhất của bác. Lúc đấy nó lại ngửi thấy có mùi hôi bốc lên khiến cho nó cảm giác như chết sặc. Nó an tâm rồi lại ngồi nói chuyện với bác một lúc. Sau đó nó ngỏ ý là muốn đưa bác về nhà. Bác còn đồng ý là ngồi lên xe đạp của nó. Nó đỡ bác lên xe mà nước cứ chảy tong tỏng. Nó mới nghĩ đấy là mồ hôi và nước dưới giếng dính lên người bác. Và trong quá trình đạp xe về, dù bác to béo, đường nhiều rơm phơi, nhưng nó cảm thấy chả khác gì là đi một mình. Nó mới bèn quay lại hỏi bác là, bác ơi, sao chị Ái không đèo bác về luôn? Bác Ba lại sang sảng, chị ấy không đưa bác về được. Nó hỏi ngay, sao thế hả bác? Tự dưng lúc đấy giọng bác mới nhỏ dần, hôm nay là ngày giỗ đầu của bác nên bác phải tự về. Thằng Hải nó mới lí nhí, cái gì hả bác ơi? Rồi nó quay đầu lại thì phát hiện ra là không thấy bác đâu nữa. Nó đang hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi nó phi một mạch về thẳng tới nhà bác Ba, gặp chị Ái trong sân. Chị nhận ra nó liền mở cổng. Nó như thôi miên phi thẳng vào giữa gian nhà bác. Nhìn ảnh trên bàn thờ thì nó mới hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với nó. Sau cái chuyện hôm đó thì ngày hôm sau bốn bọn mình ra mộ thắp hương cho bác. Còn về thằng Hải, ngày hôm sau nữa nó cũng bắt chuyến tàu vào Nam sớm. Mọi chuyện đến nay đã diễn ra 10 năm. Giờ bọn mình đứa nào cũng có gia đình riêng và cuộc sống sung túc về mọi mặt. Nhưng mỗi khi có dịp gặp mặt nhau, cả lũ đều sửa soạn rồi ra mộ bác thăm bác. Một chuyện khác hơi khó giải thích của bạn có nick là Sedusen diễn đàn ô tô văn. Nhà mình vừa có một chuyện khá khó hiểu. Ông anh mình thì thuê một cửa hàng ngay chỗ ngã ba Đức Giang, Long Biên. Nhà 90m² sàn và 5 tầng với cái giá rẻ bất ngờ là 12 triệu một tháng. Nhà này trước đây từng qua nhiều người thuê kinh doanh nhà nghỉ, karaoke rồi bỏ không. Chủ nhà thì ở nơi khác.
Ông anh mình thuê giá rẻ thì thích lắm, có sửa sang lại để bán hàng ăn. Hôm đầu mọi người dọn đồ ra, đến tối bọn trẻ con cháu nhà mình cũng khá đông, chạy nô khắp nhà. Thế rồi có một con cháu 14 tuổi mở cửa nhà vệ sinh vào rửa tay thì thấy có một người đang xõa tóc xuống. Nó nghĩ là chị giúp việc đang gội đầu nên lại đi ra luôn. Nó mới sang phòng bên gọi mấy đứa khác. Bọn mày ơi, chị Yến đang tắm gội kìa, lên trêu chị ấy đi. Thế là cả lũ rồng rắn định lên tắt điện, đóng cửa nhà vệ sinh lại, nhưng lại không thấy ai cả. Thế là quay ra nói con bé kia, chị lại lừa bọn em. Mà con bé này thì thể thốt là vừa nhìn thấy có người xõa tóc, chải tóc. Đang yên lúc đó thì tự dưng điện tắt phụt. Ở dưới tầng 1, chị mình quát ầm lên, tiên sư lũ kia, ai cho nghịch điện? Bọn trẻ thì sợ lắm, rú ầm lên. Thấy bảo là có bóng người đi lại, sau đó thì có điện lại luôn. Đi tìm hỏi ai vừa ở nhà vệ sinh thì không ai cả, vì tất cả đang bận kê đồ. Nghĩ là bọn trẻ con nói bậy linh tinh nên chả ai để ý. Đêm đó chỉ còn lại anh chị mình là ngủ lại, thì bị hiện tượng bóng đè, có tiếng người đi lại nói chuyện. Cả hai vợ chồng bật điện lên thì lại hết. Kể lại chẳng ai tin, thậm chí còn bị ăn mắng là già rồi còn nhát hơn trẻ con. Bà chị dâu mình thì như bị cảm, nằm ly bì, da xanh mét, thế nên cứ phải cử người khác đến ngủ và hai đứa nhân viên ngủ cùng. Nhưng hiện tượng cũng y như vậy. Hàng quán bày ra thì chẳng bán được tí nào, đồ thì toàn bị thiêu như bị ai vẩy. Cứ đêm đến là lại có tiếng động. Nhà có nhờ một thầy đến thì họ bảo là nhà này có ma. Gọi hồn thì là một ma nữ, sinh năm 86, quê ở Tuyên Quang. Nó vào nhà nghỉ này dùng thuốc xong bị sốc. Năm nó chết là năm 24 tuổi. Đến nay không có ai nhận nó về, bố mẹ cũng không đi tìm, không ai cúng cho nó nên hồn cứ vất vưởng ở đây. Nó rất đói nên có ai đến thuê nó đều ăn phá như vậy. Ngoài nó ra thì còn có 8 vong khác, chết từ hồi năm 72 gì đó. Do không tin, nhà mình lại gọi thầy khác ở xa hơn. Thầy này cũng gọi hồn y như thế và vẫn gặp con ma nữ đấy. Nó xin cúng cho nó mấy bộ quần áo và cho nó ăn cơm. Nó thèm cơm quá. Nó bảo tất cả các vong ở đây đều xua khách đi, không cho ai vào ăn đâu, nên tốt nhất là dọn đi. Chỉ xin là trước khi đi thì đốt cho nó ít tiền tiêu. Anh chị mình thì sợ, vội vàng trả nhà. Bà chủ nhà nghe chuyện thì rất thản nhiên, vì bà đã quá biết và sẵn sàng trả lại tiền thuê nhà. Nhưng vì tiền sửa sang lại nhà nhiều quá, bà bảo là cho bà một nửa. Đến nay căn nhà đó vẫn đang bỏ hoang. Bà chị dâu mình thì từ ngày không thuê nhà đó nữa thì cũng hết ốm. Tiếp tục là một trải nghiệm khác của bà có nick là BMW 2 bánh. Không biết là có ai ở Lạng Sơn thì chắc là biết cái hồ Thiên Trường ở Phú Lộc. Chẳng là chỗ đấy rất gần nhà mình. Hồi cách đây 2-3 năm vừa mới mở mang ra nên đường xá vẫn tồi lắm, vì chưa có đèn, ít xe ít người qua lại. Có chỗ họ đào hồ rồi xây nhà hàng nổi trên đó, thả rất nhiều cá to. Do mới xây chưa kịp quay lại nên thỉnh thoảng mình vẫn đi câu trộm vào ban đêm. Đêm hôm đó khoảng 10 rưỡi gì đấy, mình vẫn vác cần đi ra câu, khi thế hừng hực, chuẩn bị mấy xô nước, thuốc đầy đủ. Hôm đấy câu mãi khoảng 30 phút mà không thấy động tĩnh gì, mình bắt đầu mất bình tĩnh, nghĩ bụng khéo do bọn nó câu trộm nhiều quá nên hết sửa cả cá rồi. Chầm thuốc lên hút thì nhìn thấy có bóng người đi lại. Thằng này nhìn trẻ trẻ, khoảng 20 mấy, người gầy nhưng lại đi hơi liêu xiêu. Lúc đầu mình sợ là nghiện, tại cái khu đấy rất là tối. Nhưng mà nghĩ lại, mình không mang tiền đi thì sợ quái gì, cứ ngồi đây xem. Nó mới bước đến gần chỗ mình, xin điếu thuốc. Mình cố rút ra cho nó. Nó ngồi xuống hỏi linh tinh một tí rồi đứng dậy chào nhau đi. Mình ngồi đến khoảng 11 rưỡi là chán lắm rồi nên cuốn gói đi về. Sáng hôm sau mình dậy sớm đi ăn sáng qua đấy, thấy dân súng vào một đống ven hồ. Mình tò mò vào hóng thì hóa ra là có người chết đuối. Chính là cái thằng đêm hôm trước xin thuốc của mình. Người nó đã trưng lên nhưng vẫn đúng cái bộ quần áo đấy nên mình nhận ra. Mình mới chép miệng rồi cũng lẩm bẩm
là mong mày yên nghỉ. Khổ chắc là say xỉn rồi ngã xuống hồ. Nhưng đến lúc đêm hôm về đến nhà mà trong người mình vẫn lấn cấn cái gì đấy. Lướt một hồi mình mới gõ tìm. Mất bao lâu thì người chết chìm mới nổi lên. Mình đọc xong rồi nhẩm tìm một lúc thì sững cả người. Đại khái là người chết đuối trung bình phải 3-4 ngày mới nổi lên được. Vậy mà cái thằng hôm trước mình gặp không thể nào chết đuối cùng cái đêm đó. Và cái thằng mà mình cho thuốc nó là ai? Câu chuyện cuối sẽ do một bạn có nick là Lớp Fan Diễn Đàn Ô Tô Fan chia sẻ. Năm 2002, mình thi công cơ sở hạ tầng của khu Hòa Vượng. Đến cuối năm 2002, đầu năm 2003 thì cơ bản hoàn thành phần san nền và bắt đầu hình thành con đường chính 45m nối từ quốc lộ 10 vào trung tâm. Trước khi nhận mặt bằng thì nơi này toàn ruộng và ao cá. Tại vị trí con đường 45m đi qua, chỉ duy nhất một nhà dân. Ngôi nhà này là nhà ba gian lụp sụp, cạnh nó thì là cái chuồng lợn. Khi nhận mặt bằng thì gia đình này cam kết là khi thi công đến thì họ tự giác trả mặt bằng. Vào một buổi chiều lúc mùa đông, mình nhận được lệnh đêm đó phải giải tỏa ngôi nhà này. Khi giao việc thì lạ thay, không lái máy xúc máy ủi nào chịu nhận việc giải tỏa. Họ nghĩ ra đủ các lý do. Mình chỉ định một lái máy xúc. Anh này là giáo viên trường cơ giới trên Sơn Tây. Đơn vị mình thuê máy cơ giới của trường và nhận đào tạo sinh viên. Chiếc máy xúc mà anh ấy điều khiển là chiếc Kobeco SK200 mới tinh, nên việc hỏng vặt là rất hiếm khi xảy ra. Đúng 20 giờ mình có mặt tại công trường chỉ đạo việc giải tỏa. Máy xúc bắt đầu xúc những gầu đất đầu tiên. Đi hộ tống con SK200, còn có một con Sola 200 và một cái máy ủi CAT-D6R. Mọi việc diễn ra suôn sẻ vì trước đó chủ ngôi nhà đã được thông báo giải tỏa và họ vui vẻ hợp tác. Được một lúc thì mình bỏ hiện trường đi tán gái. Đang chém gió thành bão với gái ở quán cà phê thì con 8250 của mình rung bần bật trong túi quần. Rút máy ra thì lái máy thông báo là máy chết bất đắc kỳ tử, không rõ lý do. Mình vội vàng thanh toán tiền cà phê, mặc gái đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, phi vội ra công trường. Tại hiện trường, con máy SK200 đang cắm gầu vào cái chuồng lợn của ngôi nhà và không thể nổ được máy. Kiểm tra bảng điện tử thì không có tín hiệu điện. Mình cho kiểm tra ắc quy và hệ thống điện thì không có gì bất thường. Lúc này chiếc Sola 200 cùng với chiếc CAT-D6R đang làm hữu cơ để mở đường cho xe đổ cát và làm nền tuyến 15m ngay cạnh đó. Mình gọi hai chiếc xe này ra hỗ trợ chiếc SK200 nhưng không đem lại hiệu quả. Lý giải về việc chiếc gầu máy xúc SK200 cắm xuống đất mà không nhấc lên được thì mình cho rằng lực mút của bùn thắng bơm thủy lực nên dẫn đến việc chiếc máy bị chết máy do bị ghi tải. Nhưng hiện tượng này bị loại bỏ vì không thể lý giải máy đang hoạt động bình thường mà bảng điện tử mất điện, ắc quy vẫn bình thường. Trong cái quá trình bàn bạc với các thợ kỹ thuật về máy thì không tìm ra nguyên nhân. Mình quyết định là cho lái máy ngủ tại đó để trông máy. Vì sợ dân ở đó ra nhấc ắc quy và tháo củ đề. Công trường trước đây đã từng bị hiện tượng này rồi. Đang loanh quanh tại máy thì mình được tư vấn là đi mua một chai nước mắm, 10 lễ tiền vàng, 3 thẻ hương và hoa quả về. Mà mọi người hiểu là lúc 11 giờ đêm đi mua mấy thứ này khác gì là lên trời. Mình lang thang ra đường Điện Biên, đập cửa đại lý mới mua được mấy thứ này. Quay về văn phòng đón sếp ra hiện trường. Cả sếp mình, tổ lái máy hôm đó xì sụp khấn vái. Lúc làm lễ thì con Solar và con D6R vẫn hoạt động do có sếp lớn ra. Sau khi hết hương khoảng 20 phút thì tự nhiên chiếc đèn pha của con SK200 bật sáng. Mình nhảy lên cabin thì thấy bảng điện tử sáng trưng. Thò tay vặn chìa khóa thì máy nổ luôn. Trả máy cho lái máy. Sau khi lái máy vừa đóng công tắc thủy lực để nhấc cần máy ra thì máy hoạt động như chưa hề có gì. Đến lúc đổ gầu đất đó ra thì mới phát hiện có một chiếc tiểu bị rơi ra. Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tập nhân chứng số ngày hôm nay. Trước khi kết thúc tập ngày hôm nay, mình cũng xin chia sẻ là để tri ân cũng như là khích lệ mọi người chia sẻ những câu chuyện tâm linh của bản thân.
Hiện tại thì MC Sở Nguyên cùng với kênh truyện Audio Đêm Khuya đang mở một event trao thưởng cho những câu chuyện ma liên quan tới tài xế hay nhất. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài cho đến tháng 6. Và các chuyện được chia sẻ sẽ được đăng trên kênh cũng như trên nhóm Facebook của MC Sở Nguyên. Ngoài ra, có tổng cộng 6 giải dành cho những câu chuyện hấp dẫn nhất. Rất mong mọi người ủng hộ và chia sẻ những trải nghiệm trên những cung đường mà các bạn thường đi. Còn bây giờ, MC Sở Nguyên xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh cũng như đăng ký hội viên. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.